Trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mà xử lý đối với cái tình trạng là khi mà bạn cài đặt EndNote xong thì cái menu của EndNote nó không hiện ra ở trong Word. Tất nhiên là khi mà cái menu của EndNote nó không hiện ra trong Word thì bạn sẽ không thể trích dẫn được tài liệu. Và vì vậy thì bạn cần phải tích hợp cái menu của EndNote vào với Word. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Trong trường hợp mà bạn cài đặt đúng thì bạn nhìn ở trên thanh menu của Word thì nó sẽ có cái chữ EndNote X9 hoặc là EndNote X8 hoặc là bất kỳ cái EndNote nào mà cái phiên bản mà bạn cài đặt. Thì ở đây thì tôi cài đặt cái EndNote X9 thì bạn sẽ nhìn thấy là cái menu nó ghi là EndNote X9. Và khi bạn kích vào cái menu EndNote X9 thì ở trong này nó sẽ có các cái tác vụ để chúng ta có thể trích dẫn được tài liệu. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng xử lý cái tình huống là trong trường hợp mà cái menu EndNote X9 này nó không hiện ra thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ mở Word lên và chúng ta thấy rằng là ở phía trên này nó không có cái menu EndNote X9. Mặc dù là tôi đã cài đặt cái phiên bản EndNote X9 này vào máy này rồi. Để chúng ta mở lên xem. Đây là chúng ta đã có cái phiên bản EndNote X9 ở trong này. Và cái phiên bản này nó cũng hoạt động hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là nó không có cái menu ở trên Word. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ đầu tiên là chúng ta cần phải tắt đi đã. Tắt cái Word này đi đã. Ok. Và sau đấy thì chúng ta sẽ vào cái thư mục chứa EndNote. Thường thì nó ở trong cái ổ C và nó ở trong cái program file. Thì chúng ta sẽ vào EndNote X9 đây. Và chúng ta nhìn thấy chữ configure endnote.exe. Nó kích vào đó thì nó sẽ hiện ra một cái menu. Và cái menu này thì nó sẽ có hai cái lựa chọn ở trong này là chúng ta muốn làm gì. Ở đây là config, tức là chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái EndNote. Và chúng ta nhìn thấy ở phía trên này nó có một cái là size while you write add in. Thì đây chính là cái phần mà nó sẽ giúp mình add in cái menu của EndNote X9 vào. Thì chúng ta chỉ cần tích vào đây thôi. Sau đó thì chúng ta next. Và nó sẽ hỏi là chúng ta có đồng ý không thì chúng ta kích yes. Vậy là chúng ta đã xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở Word. Và chúng ta mở một cái văn bản mà chúng ta nhìn thấy ở phía trên này. Thì bây giờ là cái EndNote X9 thì nó đã hiện ra rồi. Đấy. Thì nó đã có đầy đủ các cái tác vụ ở trong này rồi và chúng ta có thể tiến hành trích dẫn tài liệu. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy đăng ký vào nút subscribe phía dưới để bạn có thể nhận được video của tôi sớm nhất. Lưu ý là bạn hãy click vào nút quả chuông để bạn có thể nhận được video của tôi sớm hơn những người khác. Tôi xin cảm ơn các bạn đã đăng ký vào kênh YouTube của Vũ Duy Kiên. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video chia sẻ tiếp theo của tôi.